Xin chào mọi người, nay có cái mẫu mới của dụng cụ tách hạt mắc ca mới về. Cái cũ này mình không có sản xuất nữa nha các bạn. Mình đang sản xuất cái loại mà nó có hình dáng hình trái tim như thế này này, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Đó, sẵn tiện là mình có mua một ít mắc ca về mình làm cái video để mình test cho các bạn coi. Mua ở Đắk Lắk của cái chị từ ngũ cốc nguyên chất nhà làm ở ngoài Đắk Lắk Buôn Ma Thuột. Rồi cái này người ta gửi nhanh lắm nha các bạn, trong vòng mình đặt ngày thứ nhất ngày thứ hai có luôn. Rồi mình khui ra mình lấy cái hạt mắc ca. Đánh gói rất là kỹ luôn. Có cái giấy dây xốp, cái giấy ký. Còn đây là bịch bóc chân không. Đây, hạt mắc ca này. Trong đây nó sẽ có một cái tách hạt của người ta để mình kiếm thử xem. Chắc chắn sẽ có một cái tách hạt của người ta. Đây, cái này là cái của người ta, mình không còn sản xuất cái loại này nữa nha các bạn, loại này nhỏ lắm. Cái này xài cũng được nhưng mà mình muốn có một sự thay đổi cho nó tạo cái điểm nhấn trong kia cho cái sản phẩm mecca của các bạn, nên mình muốn mới làm cái loại này. Tắt hạt mình trái tim này. Cái này bằng sắt mạ niken nha các bạn. Nhiều anh chị nói là sắt mạ niken bị sét, nhưng các bạn đâu có cái muỗng hay là nĩa của mình đó đều là dùng sắt mạ niken các bạn, nó không có sét được đâu. Còn mấy cái loại mà sắc mạ kẽm thì nó sẽ xét. Còn đây là sắc mạ niken, đắt tiền nhưng nên là không thể nào xét được các bạn. Đây, cái khe đây là khe nứt, tự nứt, không phải là chỉ, loại chỉ khác nha các bạn. Chỉ thì nó sẽ có cái vết nứt khác. Còn đây là nứt tự do. Rồi, cái mũi nó nhọn và nó bị nó dập tà đi, rất dễ tách. Cái cũng khá là ngon, có một số cái là không cần phải tách luôn. Cái thông số của cái này là một ký là mà được đúng 130 cái nha các bạn. Có một số anh chị nói là sao không làm nhỏ hơn để mình được lời, được cái số lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà nhỏ hơn thì nó nhìn nó rất là mỏng manh, lại này là nó quá là ấy đi, nó giống như là cái đồ, cái hàng nó không dụng, nó không có cái giá trị về cái giá trị nó tạo cái điểm nhấn cho cái sản phẩm của mình đó. Nên mình thay đổi, mình muốn làm cái loại này 130 cái. Mình cũng có biết là một số anh chị là cũng mua về xài rồi con mấy cái lỗ lên đây làm mất keo chìa khóa với cái mấy cái rèm màn che để treo hình trái tim rất là dễ thương luôn. Đây, mình cũng có làm một cái này cua bia được luôn nha các bạn. Này cầm cua bia cua nước ngọt mà chai thủy tinh đó, cua được luôn, nó rất là cứng cho nên là cua được luôn. Cái sản phẩm này nói chung là sản phẩm tặng kèm cho cái người sử dụng mecca, cho nên là nếu mà tính ra giá trị của nó không có đáng bao nhiêu. Một ký 130 cái thì chưa được 1.000 đồng một cái nữa, cho nên là nếu mà các bạn mà bán được một ký của cái dụng cụ tách hạt này là các bạn đã bán được tầm
60 cái 60 kg hạt mắc ca rồi. Cho nên là cái mức độ chênh lệch của nó, cái giá trị của nó là không bao nhiêu đó. Nhưng mà cái giá trị của mắc ca rất là cao. Nó tầm 200 mấy đến 300 ngàn một ký. Còn cái này có mấy trăm đồng một cái à. Thì nhiều anh chị kêu là sao không làm lên 200 cái như người ta. Thật sự là nó không có đáng đâu rồi. Tại vì mình chủ yếu là mình có cái điểm nhấn, hay là tạo một cái gì đó để khác biệt, để người ta nhớ đến cái sản phẩm của mình. Ví dụ như một số anh sẽ mua mua maca về ăn, xong rồi anh sẽ làm cái này, xong có người là hỏi là ủa cái này đâu ra hay đẹp vậy, cái rồi anh nói là ừ tôi mua cái maca đó ở chỗ cái cửa hàng đó, người ta có kèm theo cái này, giờ tôi lấy tôi làm vậy đó, vậy rồi. Rồi cứ người này nói người kia, rồi kia nói người nọ, cái rồi các bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn. Tại vì cái này nó chỉ có mấy trăm đồng, nhưng mà nó lại mang lại một cái quảng bá thương hiệu của các bạn. Cho nên là đừng có tính mà bao nhiêu cái, nó thực sự nó không đáng đâu các bạn ơi. Miễn là nó tạo cái sự khác biệt. Còn cái sản phẩm này đó, là người ta làm rất là nhiều, gần như là ai cũng làm cái này hết, ai cũng bỏ cái này vô rồi. Mình trước đây mình cũng làm cái này, nhưng mình nó thấy nó làm xong rồi người ta sẽ vứt cái này, tại vì cái này nó không còn tác dụng gì nữa, ta đâu có dùng cái này để xài gì. Nhưng mà cái này khác nha các bạn, hình trái tim rất dễ thương, mình có thể trang trí cho cái rèm cửa hay là móc gắn chìa khóa như vậy. Rồi hoặc là một số anh sẽ lấy đính vào cái thành giường rồi gì đó, mình cũng có thấy thấy mấy anh là hàng cái làm cái móc vô đây, làm cái móc để móc quần áo lên đây cũng rất là đẹp, nhìn rất là đẹp luôn. Mình có hỏi là sao, ủa tôi bán chưa được nhiều mà sao anh có rồi, nói là anh mua về anh ăn từ từ rồi anh lấy cái này anh xài trước. Nên là cái này nó có giá trị về cái mặt quảng bá thương hiệu thôi, nhưng mà quảng bá thương hiệu mà sử dụng cũng rất ok luôn. Cái mũi này, mũi dập tà rất là mỏng luôn, nhưng mà cầm rất là chắc chắn. Cái đầu này thì mỏng nhưng mà cầm rất là chắc chắn, cái tay mình rất chắc chắn, thắt một cái là ra thôi. Cái này nó hơi cứng này. Cái này nó hơi, này do nứt vỏ cho nên là nó hơi cứng, nhưng là còn cái loại trẻ thì nó rất là dễ ra nha. Ngon không? Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị có nhu cầu mua dụng cụ tách hạt mắc ca hình trái tim thì liên hệ với mình. Xin chào mọi người.